sản phẩm cho quán của anh Cường. Em tên gì ạ? Rồi, rồi làm lại đi. Sẵn em tên Hoàng Quốc Việt. Em ở làm quán cà phê Kelly không? Kelly thì em không biết. Đây là hôm nay demo món mới. Đang giới thiệu sản phẩm anh. Anh ở bên đây này chỗ công viên á, mà chỗ ở bên kia không đậu được, mà chỗ bên phường vô có thằng. Anh đang giới thiệu chương trình coi như là em MV cái mày đập lắm. Nói chuyện. Đang chuẩn bị là tao quay có sống rồi chứ. Trời, đang giới thiệu quán quán hải sản chuẩn bị khai trương mà. Lan có gì em gái ấy cho. Rồi. Thôi chắc quay lại thầy ơi. Rồi. 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 Bây giờ là món này món gì? Món gì? Tôm tôm sốt Thái. Ok. Tôm sốt. Sốt Thái. Ồ còn món nữa hả? Ồ mình ăn. Đang demo. Đầu bếp đầu bếp gì? Đầu bếp là kế bên khách sạn đi quên. Rồi. Rồi sẽ có mặt chúng ta sẽ được thưởng thức ở tại Guta nông sản Lâm Hà. Em thưởng thức cái nha. À món này cũng vậy luôn hả? Ừ, đúng rồi. Cay quá. Cay quá. Thái của em. Thái này ăn cay lắm. Cay mà ngon em. Ngon. Rồi giờ em thử qua là một cái sốt Ấn Độ đi ha. Ở bên. Anh này cũng Thái Lan luôn nè. Cay quá anh ơi, giờ không có cảm nhận được. Không, cái này không có cay, cái này không cay. Cái này cay với cái này không cay. À thử. Trời ơi. Em ăn nửa con rồi nữa, còn nửa con. Nó bớt cay em ơi. Kèm gì? Xoài hả? Đâu? Ông xoài đây em gấp cho thêm xoài nữa. Đúng rồi, xoài cho đây. Đây nè. Xoài mà. Đây nè, cái xoài này nó làm giảm cay nè em. Thái rồi cay. Rồi anh nghe mùi cay của ớt nhưng mà nó. Để quay xong, đợi xíu nha anh. Anh đợi xíu nha. Tại vì chương trình đang lên sóng tiếp nha. Sao mà vậy? Được hưởng thức trước luôn rồi, ghê không? Đó. Nó sẽ bán ở đây. Ừ, chủ ta nông sản Lâm Hà. Em đi đường em cũng hơi ớn rồi đó. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.